Ồ, hàng mở ra dữ không à. Tôi nghe chút xíu là mặt mà chạy qua xe bì nhà chị Tám rồi á, thì chị lấy hay là chị lấy cái hộp hộp này không à, hộp gừng không à, bỏ chạy qua xe bì chứ không lấy, thôi để mua chai mới, mua ống tiếp xài. Ngon không? Ăn ngon không? Ngon. Ngon, ăn thử cho biết.